Con thuyền có thể khởi hành bất cứ lúc nào. Nobita bước vào phòng thí nghiệm bên cạnh và phát hiện ra một bản sao của Suka đang nằm trong ống nghiệm. Cô giải thoát cho cô và Suka xin lỗi về những việc cô đã làm trong lúc bị các sư sai khiến. Sau đó, cô chết trong vòng tay của Nobita. Nobita gặp lại Chien, Senna và Seiko. Nobita sau đó nhờ Seiko truy cập vào lịch sử du hành thời gian của con tàu và phát hiện ra nó đã đến đây vào một năm trước. Cả nhóm cần đi tới tương lai và tiêu diệt lão Kasu trước khi lão ta quay về quá khứ. Như thế cả nhóm sẽ xóa bỏ được toàn bộ những sự kiện kinh hoàng này ra khỏi lịch sử. Con tàu khởi hành và cả nhóm bắt đầu đi đến tương lai. Tuy nhiên con quái vật lúc này đã kịp lao lên tàu và nó dùng xúc tu để bắt Nobita. Cố gắng hết sức để chống trả nhưng vô ích. Con quái vật chuẩn bị tung đòn kết liễu Nobita thì từ đâu Doraemon xuất hiện, lấy thân mình bảo vệ cho bạn. Doraemon sau đó cũng gục xuống và Nobita quyết định dùng khẩu pháo không khí của Doraemon để tiêu diệt con quái vật. Con tàu nứt làm đôi và con quái vật chính rơi vào hư không trong dòng thời gian. Nobita mang xác Doraemon vào buồng lái và cùng nhau cả nhóm đi đến tương lai để tiêu diệt lão Kasu một lần và mãi mãi. Hết game. À chưa, game cũng còn một đoạn after credit nữa, trong đó mọi thứ đã trở lại bình thường và Doraemon vừa đưa nhóm bạn của Nobita quay trở về từ một chuyến đi cắm trại. Vì kỳ nghỉ hè chỉ mới bắt đầu, Chien hỏi Doraemon sẽ đưa cả nhóm đi đâu trong chuyến đi chơi tiếp theo. Cô ta trả lời rằng ở thế kỷ 22 có một game thực tế ảo hay lắm, trong đó người chơi sẽ phải sinh tồn giữa con đại dịch zombie. Nghe tới đây Nobita hét lên, tôi sẽ không bao giờ chơi cái game đó một lần nào nữa đâu.